Đồng hồ Đức Duy xin phép được kính chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác lại quay trở lại với phiên video lên sóng ngày hôm nay các bác nhé. Tiếp tục lại phục vụ cho tất cả các bác những chiếc đồng hồ mới về cũng như là những chiếc kính ở đây rất là đẹp và rất là cổ và cũng như là rất là thời trang để phục vụ cho tất cả các bác nhé. Thì các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho bên em và nhớ kết bạn vào Zalo các bác nhé. 0927 292 và 292 các bác ạ. Rồi em sẽ đi đến chi tiết các sản phẩm trong buổi video ngày hôm nay. Tiếp tục lại phục vụ cho tất cả các bác này. Em đang bắt một chiếc đồng hồ mã số mở hàng đầu line các bác nhé. Đầu line sẽ lên các bác một mẫu đồng hồ mang thương hiệu Clauser các bác ạ. Chiếc này chạy bộ máy pin của Thụy Sĩ các bác nhé. Dòng này là dòng máy pin Thụy Sĩ. Thân vỏ được lắc kê vàng, mạ vàng rất là đẹp luôn. Size mặt đang là size 32. Đối với các dòng này thì nam nữ đều ok các bác ạ. Quan trọng là mình thích hay không thôi ạ. Đúng không ạ? Bởi vì sao mình chơi những chiếc đồng hồ cơ cổ size 32, 33 nó là chuyện bình thường. Huống chi chiếc này lại size 32. Cộng thêm thiết kế quả dây liền các bác ơi, như một cái lắc vàng luôn các bác ạ. Đó, họ thiết kế quả mạ vàng, chiếc này nhìn rất là một cái gì đấy rất là tươi sáng, rất là đẹp. Xung quanh được đính rất là nhiều đá các bác nhá, đá đấy ạ. Các cái viên đen này nó bị lâu ngày, nó bị nước nó vào, nó bị ố bên trong thôi, kệ nó đi các bác ạ. Đặc biệt hơn các bác ơi, đây là một dòng sản phẩm mà mặt được thiết kế bằng đá opal các bác nhá. Đó, các bác nhìn này, mặt đá opal rất là quý hiếm đấy các bác. Các bác cứ check các dòng đá ra, đá opal cũng là thuộc dòng đá quý đấy các bác nhé, thuộc dòng đá quý. Chạy máy pin của Thụy Sĩ và chiếc này độ mỏng lên độ mỏng chỉ có 6 ly thôi, độ mỏng 6 ly các bác nhé. Đây, cái đáy này là vết băng keo thì em sẽ vệ sinh cho các bác thôi. Clauser size 32, thân vỏ mạ vàng cả dây, liềng đính đá rất là trẻ trung, nam nữ đều ok hết, quan trọng là mình thích thôi ạ. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ đá Oban này nhé. Giá siêu rẻ bao tốt cho các bác là 1.200.000 ạ. 1.200.000 các bác nhé. Các bác cứ check ra, check xem thị trường họ bán bàn đá Oban bao tiền. Đó, chiếc này thì là về trong lô em bán giá rẻ cho các bác thôi ạ. Cộng các bác cốc cà phê giao lưu với các bác cùng chơi là kết bạn thôi. Đấy, lên cho em mã số 256 nhé. Giao lưu với các bác cùng chơi giá chỉ có 1.200.000 thôi ạ. Chạy máy pin của Thụy Sĩ độ mỏng 6 ly, size 32, thân vỏ mạ vàng rất rất đẹp luôn các bác ạ. Nam nữ đeo đều rất là sang trọng luôn. Nam tay nhỏ đeo chiếc này thì cứ phải gọi chuẩn bài luôn. Cộng thêm các bác gái đeo chiếc này thì xịn bao xinh luôn nhá. Rồi tiếp tục em đến các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo này. Một chiếc đồng hồ mang thương hiệu One Time các bác nhá. Các bác ơi, em lại về các bác một chiếc đồng hồ One Time tuyệt đẹp luôn này. Size mặt đang là size 35, có thiết kế form vuông các bác nhá, 35 nhân với 35. Form vuông nhưng mà các bác nhìn mặt này, mặt thì thiết kế theo kiểu là oval oval rất là đẹp luôn. Chạy bộ máy cơ auto. Để em mở máy các bác cùng xem nhá. Dòng này lại dòng Cholometer. Dòng này lại mở mặt các bác ạ. Dòng này dòng mở mặt các bác nhá, không phải cậy đáy đâu ạ, sorry các bác. Đây, Cholometer này các bác nhìn này. Cholometer là gì ạ? Cholometer là thuộc dòng siêu chính xác các bác nhá. Thuộc dòng siêu chính xác, mặt trắng tinh khôi cộng thêm ô clip góc 3 giờ. Đó, lúm bọc vàng, thân vỏ bọc vàng toàn thân. Chạy bộ máy cơ auto. Cholometer one time này, automatic này. Dòng này cũng rất là cổ điển rồi đấy ạ, được cái thiết kế độc dị lạ. Đó, trước này sẽ mở máy trong Zalo cho tất cả các bác nhé. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Cholometer này. Các bác cứ check Cholometer ra xem nó đắt đỏ như nào. Rồi, lên cho các bác cùng chơi chiếc này lên cho mã số 401 để các bác là 3.800.000 nhé. 3.800.000 ạ. 3.800.000. Lên trang mạng số 401 cho một chiếc đồng hồ One Time, hiệu One Time Cholometer mặt trắng một lịch ba kim. Thiết kế form vuông. Độc dị lạ. Đấy, bị cấn nhẹ góc này thôi. Còn lại thì ok hết các bác nhé. Tiếp tục này, em đang có một chiếc mã số 402 nhé. Mã 402 ngày hôm nay em đang có một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Felix. Felix các bác ạ. Các bác nhìn họ thiết kế một chiếc đồng hồ rất là độc đáo. Size mặt đang là size 27.5 các bác nhé. 27.5 chưa đo lúm. Size dọc này, size dọc đang là 38 các bác ạ. Tổng thể chiếc này thì còn siêu mới luôn các bác nhá, tổng thể còn siêu mới. Dây cũng dây tây luôn các bác ạ, chạy bộ máy cót tay nhá, hàng này hàng cót tay của Thụy Sĩ. Cót tay Thụy Sĩ luôn.
mặt mỡ gà trẻ tia, thân vỏ bọc vàng, còn mới đẹp căng đẹp keng luôn. Giao lưu với các bác cùng chơi là 2.500.000 nhé. 2.500.000 lên cho mã số 402. 402 trong chiếc đồng hồ mang mã số 402, mang thương hiệu Felix, chạy bộ máy cót tay Thụy Sĩ hai kim, mặt mỡ gà trẻ tia, có thiết kế cọc số La Mã rất là cổ điển luôn. Nên tay các bác cùng xem. Đấy, bác nào tay vừa và to cũng được, mà tay hơi nhỏ nhỏ xinh xinh đeo vẫn đẹp các bác ạ. Bởi vì sao? Họ thiết kế kiểu dáng dài ấy, thiết kế kiểu dáng dài. Bọc vàng đẹp quá các bác ạ. Có tay là mới tinh các bác này. Các bác nhìn cái đáy này. Hầu như cái tỷ lệ người ta trưng bày nhiều hơn là tỷ lệ người ta đeo. Cái hiệu suất trưng bày là nhiều hơn các bác ạ. Mới tinh các bác ơi, mới lên đến 98%. Chiếc này thì em bao đẹp, bao Thụy Sĩ, bao chuẩn cho các bác nhé. Zin cả dây. Giá chỉ có 2.500.000 thôi, lên cho em mã số 402 các bác nhé. Mã 402 2.500.000. Đồng hồ Felix đến từ Thụy Sĩ. 402 2.500.000. Tiếp tục này. Em lại lên các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo tuyệt đẹp này các bác này. Một mẫu đồng hồ đến từ Japan, chạy bộ máy cơ auto, mang thương hiệu Seikomatic các bác nhé. Đó, chờ em, chú em nắp cho chạy này các bác ơi. Đó, chạy luôn này. Chạy bộ máy cơ auto các bác nhé. Chiếc này bọc vàng toàn thân. Chờ em một phút em mở máy các bác này. Mở máy các bác để các bác cùng xem nhé. Máy đẹp. Đây các bác ơi. Đó, các bác nhìn này. Ba lăng chạy tiếp mù luôn. Càng chỉ cần có cót thôi là nó chạy mà. Dòng máy Seikomatic 20G. Thân vỏ bọc vàng các bác nhé. Bọc vàng toàn thân. Đây các bác này. Gold feel này. Nói chung là các cái dòng của Seiko đều là các cái dòng được bọc vàng 14K hết các bác nhé. Bọc vàng 14K hết. Dòng này thì còn đẹp quá các bác ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Các bác nhìn này. Đấy em chưa vệ sinh lau chùi gì đâu. Được cái size to các bác ạ. Size mặt đang là size 37 các bác nhé. Size 37. Để chờ em lau nhẹ qua một chút xíu cho em nó nhé. Đây các bác ơi. Các bác thấy chưa ạ? Chỉ cần lau nhẹ thôi mà đã thấy nó đẹp rồi. Một mẫu đồng hồ Seikomatic, chạy bộ máy cơ auto, hàng Japan, bọc vàng hồng còn rất là đẹp luôn. Đây các bác tại sao thì hai màu đúng không? Đây là cái lớp vàng ngày xưa nó như cái lớp bóng ấy, lớp phủ bóng ấy. Đây còn sẽ lộ ra cái lớp vàng hồng cho tất cả các bác nhé. Nói chung em bao chưa mòn cho các bác, bao chưa bong chóc gì đâu ạ. Nói chung là hàng đẹp. Chiếc này được sản xuất năm thập niên 1970 mà nó còn đẹp như vậy thì vẫn còn gọi là ok các bác nhé. Rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Chưa mòn này, chưa bong chóc này. Nó bị bay mất cái lớp sơn bóng thì kệ nó các bác ạ. Hàng mấy chục năm rồi, tránh làm sao được đúng không ạ? Chỉ cần nó đẹp này, hình thức nó đẹp này. Size ok 37 này, mặt đẹp này, vỏ chưa mòn chưa bong chóc là ok rồi các bác nhé. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này mã số 394. Để các bác giá chỉ có 2.500.000 tiếp theo. 2.500.000 lên cho em mã số 394 các bác nhé. 2.500.000 thôi ạ, có kết hợp các bác bộ dây da rất là phê luôn. Đây. Những chiếc đồng hồ Seiko mà các bác ngày xưa các bác hay sưu tầm chiếc này. Ở chiếc này ngày xưa cách đây 5 năm hay cách đây 3 năm thôi. Luôn luôn trên 3 triệu rưỡi nhá. Giá luôn luôn trên 3 triệu rưỡi. Tính đến thời điểm cách đây là trước dịch là luôn luôn trên 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu. Chính em cách đây trước dịch em đi buôn cũng đã tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu rồi. Bây giờ thì thị trường vintage đang chững lại cũng như là giá đang rất là hợp lý phục vụ cho tất cả các bác cùng chơi mã số 394. 2.500.000 các bác nhé. Quan tâm lên cho em mã số đi ạ. Được cái size 37, vỏ bọc vàng còn đẹp căng. Chưa mòn chóc gì mà các bác. Đấy, lên cho em mã số 397 nhé. Tiếp tục này các bác ơi. Mã 206 nhé. Em đi qua một chiếc mã số 206. Đó, phiên trước em có bán cho các bác một cặp chim hạc đấy ạ. Hôm nay bán cho bác quả đại bàng này siêu chất luôn các bác ạ. Size mặt đang là size 34.5. Thân vỏ thép các bác nhé, chạy bộ máy cơ auto, mang thương hiệu Bulova các bác ạ, Bulova các bác nhé, Bulova đại bàng các bác này, đấy logo Bulova này, lùm jean Bulova này, size 34, được cái chiếc này là liềng thiết kế của liềng đồng xu ấy các bác nhé, 34.5 hay sao ạ, 34 các bác ạ, size 34 nhé, đây, phiên trước lên cặp hạc, phiên này lên các bác một quả đại bàng tung cánh này, tại bàng tung cánh lượn vòng quanh này. Đấy, một chiếc đồng hồ mặt
đại bàng, Bulova vỏ thép, size 34, size vintage rất là đẹp luôn. Tổng thể còn rất là mới, để các bác nào thích sưu tầm thì lên cho em mã số 206 này, để các bác giá chỉ có 2 triệu thôi ạ. Mã số 206 này nhá, giá 2 triệu thôi. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Bulova này, 2 triệu, chạy bộ máy cơ auto. Thiết kế nhỏ gọn, thiết kế đẹp, dịu dàng, bắt mắt, form đồng xu liềng băm rất là phê luôn. Đấy. Các bác nhìn này. Giao lưu với các bác giá chỉ có 2 triệu thôi. Thì các bác quan tâm lên cho em mã số 206 nhé. Các bác cùng ngắm nhìn quả đại bàng tung cánh lượn vòng quanh. Mã số 206 giúp em. Rồi. Tiếp tục qua mã các bác ơi. Để các bác là thích những chiếc đồng hồ Bulova hay các bác là thích những chiếc đồng hồ đại bàng này thì các bác chơi chiếc này. Quá đẹp luôn các bác ạ. Tổng thể còn đẹp. Tiếp tục em lấy các bác một chiếc mã số 403 các bác nhé. Mã 403 ngày hôm nay sẽ là một chiếc đồng hồ Frank Mueller. Các bác ơi, em cũng nói luôn chiếc đồng hồ này nhá. Chiếc đồng hồ này là phiên bản replica thôi. Đấy, hay còn gọi là phiên bản fake đấy ạ. Đấy, nói cho các bác cái khóa này sẽ thay khóa trắng cho các bác nhé. Đây là cái dây em dây cá đuối em đang đeo, em ghép vào cho đẹp đấy. Còn các bác chốt em sẽ thay cái khóa này cho các bác. Một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Frank Mueller. Chạy bộ máy cơ auto các bác nhá, chạy máy cơ auto. Size ngang đang là 33, chưa đo lúm này. Size dọc này. Size dọc đang là 39 chưa tính càng nhá. Dòng replica rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, lên tay rất là trẻ trung. Mặt hiển thị màu trắng kết hợp với cọc số xanh đỏ tím vàng. Đẹp quá các bác ạ. Form này form lên tay rất ôm tay luôn, form phanh mà các bác. Đây các bác ơi, em sẽ hướng dẫn các bác xem giờ nhá. Kim Phút thì vẫn là xem như vậy, vẫn cứ là hiện tại ví dụ đây đang là 10 giờ 10 nhá các bác nhá. Để các bác này, nhưng mà có một cái rất là đặc biệt này. Một vòng này. Nhảy 11 giờ nhá. Đấy các bác thấy chưa? 11 giờ là bên này. Đấy. Tiếp tục này các bác, 12 giờ góc này nhá. Đấy 12 giờ đấy ạ. Ví dụ đây đang là chuẩn 12 giờ nhá. 12 giờ 5 này, 12 giờ 10, 12 giờ 15 này, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 này, 60, chuẩn bị nhảy 1 giờ góc này nha các bác nhé. Ok chưa các bác? Đấy. Kim nó nhảy nhảy kiểu họ thiết kế 6 trộn ấy, họ thiết kế kiểu 6 trộn nhé. Vỏ thép inox các bác nhé, rất là đẹp luôn đấy ạ. Bác nào tay vừa và nhỏ đeo trước này tuyệt vời luôn, dòng này dòng size nam đấy nhé, không phải size nữ đâu ạ. Chạy bộ máy cơ auto nhé các bác nhé. Ở chiếc này thì là cơ auto. Máy thì là máy Mizuta đấy ạ, máy công nghệ của Nhật đấy các bác nhá. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ mã số 403 ngày hôm nay, để các bác giá chỉ có 1 triệu 6 thôi ạ. 1 triệu 600 nghìn các bác nhá. 1 triệu 6, nguyên cái dây cá đuối này không cũng đã vài trăm ngàn rồi. Đúng không ạ? Các bác đi mua dây cá đuối mất vài trăm ngàn rồi. Ở chiếc này dây này thì em đeo rồi, em sử dụng rồi cho nên là ghép vào cho các bác để cho đẹp thôi. 1 triệu 600 ngàn nhá. Nên trên mã số 403 ngày hôm nay đó sẽ là một chiếc đồng hồ Frank Mueller. Đây các bác ơi, mã số 403 giúp em, chiếc đồng hồ Frank Mueller cơ auto, vỏ thép núm zin đấy, cơ auto hết các bác nhá. Dòng này không có lịch, 1,6 triệu thôi ạ. Tiếp tục này, em lên các bác một chiếc bật lửa này. Một chiếc bật lửa nhá, có kiểu dáng rất là giống Dupont. Chưa bơm ga đâu các bác ạ, ga đá các bác nhá. Một chiếc bật lửa đến từ Japan các bác ạ. Đây có thêm một quả đồng hồ đây các bác này. Đấy, chạy luôn lên cót, chạy luôn các bác này. Một chiếc bật lửa cũng rất là mỏng, hàng của Nhật các bác nhá. Có thêm một chiếc đồng hồ chạy máy cót tay. Đây ạ. Đây em đo thông số cho các bác nhá, các bác tự hình dung đi ạ. Bên ngoài được mạ vàng. Đó. Katenai Japan này, hàng của Nhật xịn luôn. Được chưa ạ? Để các bác là hút thuốc hay các bác là thích sưu tầm, các bác chơi chiếc bật lửa này, để các bác chiếc bật lửa này 800 000 đồng nhá. 800 000 đồng ạ, Katenai. Vỏ mạ vàng. Có thêm một cái đồng hồ ở đây. Đấy, đồng hồ ở đây thì các bác thích thì các bác về lau dầu, còn không thì để thế cũng được. Mà nó vẫn chạy các bác, em lên cót vẫn chạy mà. 800 ngàn các bác nhé. Chắc là phải lau dầu thôi.
Nói chung là bên em bán bật lửa thôi, cái này là mẫu này em bán bật lửa thôi. Đồng hồ nó đi kèm thôi. 800 ngàn, lên cho em mã số bật lửa nhé. Một chiếc bật lửa của Nhật xịn xò luôn, 800 ngàn đồng. Vỏ mạ vàng rất đẹp luôn. Ga đá các bác nhé, thiết kế kiểu đúp đó. Hàng về thì là chưa có ga đâu ạ. Rồi tiếp tục em lên các bác một mẫu tiếp theo này. Giới thiệu các bác sẽ là một một cái mặt ông Di Lặc nhé. Mặt ông Di Lặc đấy ạ. Ông đang cười, đá này là đá mã não này. Mặt ông Di Lặc đá mã não. Đây là cái vân đá chứ không phải bị dạn, nó có vân đá nhé. Đây là cái móc bạc. Đó, đây là móc bạc các bác ạ. Một ông Di Lặc đá mã não. Có làm móc bạc cho các bác rồi. Sai mặt đang là sai à, sai ngang đang là 37 nhé. Cụ ngồi là 37, cụ cao này. Cụ cao rằng là 35 đấy. Một mặt Phật Di Lặc, mặt bạc. Móc bạc này, mặt đá mã não này, để các bác cùng chơi cái mặt này nhá. Giá bên em đang giao lưu với giá là 500 ngàn đồng. 500 ngàn các bác ạ. Các bác mua về kết hợp với sợi dây rất ok luôn. 500 ngàn thôi ạ. Các bác có thể mua về cho thành viên gia mình đeo cũng được, ai đeo cũng được, nói chung là đá mã não này thì cũng dễ đeo mà. 500 ngàn thôi, lên cho em mã số mặt Di Lặc nhá. Đấy, cụ cười tươi. Vân đá. Biết đâu đây là cái điểm nhấn thì sao, đúng không ạ? Lên cho em mã số mặt dây chuyền nhá. 500 ngàn đồng thôi. Tiếp tục này. Em đây các bác một sợi dây chuyền nhá. Một sợi dây đấy ạ. Một sợi dây của Ý Xịn này. Một mẫu dây của Italy các bác ạ. Đây các bác ơi. Hàng của ngoại các bác nhá. Bạc ngoại đấy ạ. Đấy các bác ơi. Bạc ngoại này, cái mặt em ghép thêm cho các bác này. Rất là đẹp luôn. Mặt này là mặt hàng hiệu đấy các bác nhé, mặt hàng hiệu đấy, không phải mặt mặt thường đâu ạ. Các bác nhìn này, đó, đây là cái mặt hàng hiệu. Một sợi dây bạc rất là đẹp luôn. Bán cả combo cho các bác là 1.200.000 các bác nhé. 1.200.000 cho một sợi dây bạc ngoại, cộng thêm cái mặt mặt ngoại đây rất là đẹp luôn. Đây, chỗ này không phải bị dạn nứt gì đâu các bác nhé. Lâu ngày thì nó bị hoác ra tí thôi. Không nứt thì không sao đâu ạ, các bác yên tâm. Một sợi dây lụa rất là đẹp luôn. Dày dặn chắc chắn khỏe khoắn. Một cái móc nhìn biết ngay là sẽ là móc hàng ngoại rồi. Italy. Một cái móc bạc rất là đẹp luôn. Cộng thêm sợi dây cũng rất đẹp luôn. Sợi dây này chùm đầu thoải mái các bác nhé. Độ dài đang trong khoảng tầm 55 cho đến 58 đấy ạ. Chùm đầu thoải mái các bác ạ. 55 cho đến 58 nhé. Một cái mặt bạc hàng ngoại tiếp theo. Các bác nhìn. Silver này. Các bác thấy chưa? Hàng ngoại họ làm cẩn thận tỉ mỉ lắm. Các mẫu này là bên em mua lẻ chứ không thể nào mà mua theo trọng lượng bạc được. Dòng này đa số là dòng lẻ hết các bác nhé. Giao lưu của các cùng chơi 1.200.000 cho cả combo này. 1.200.000 cả combo này nhé. Thì các bác quan tâm thì nên cho em mã số sợi dây. Mã số sợi dây 1.200.000 nhé. 1.200.000 sợi dây bạc. Rồi em lên nốt cho các bác một mẫu trang sức nhé. Xong em sẽ đi tiếp tục đồng hồ này. Lên cho các bác một chiếc vòng này. Đây em vừa đi khoang phổ ở đây. Vừa đi khoang phổ tại trung tâm nghiên cứu khoang phổ vàng bạc đá quý ở Hà Nội đây. Đây họ dán như này thì thôi em kệ để đây nhá. Vòng các bác nào về tay các bác thích bóc ra các bác. Đây, khoang phổ sẽ là vàng 11K6 này. 11K6 nhá. 1 2 3 4 5. Ở 5 cái viên này em đã cân rồi trong khoảng tầm 9 phân à. Em chả nhớ đâu, nhưng nói chung là vàng 11K. Và đây là những cái viên đá ngọc các bác nhá. Đây viên ngọc này, viên đá gì đây, nói chung là viên đá đá tự nhiên. Bản này đang là bản 10 ly. Bản 10 ly các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 là 17. 17 viên đá, 17 viên đá kèm ngọc cộng thêm vàng nữa đấy ạ. Có kiểm định cho các bác hàm lượng vàng rõ ràng luôn. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc vòng đá này nhá. Để giao lưu với các bác cùng chơi này. Lên cho em mã số là 3.800.000 các bác nhé. 3.800.000 ạ. Tiền vàng không cũng đã loanh quanh tầm 3 triệu hơn rồi. Đúng ạ, 9 phân vàng các bác cứ nhân lên.
vàng 12K 3 triệu mấy rồi. Tính đơn giản cái vòng này chỉ có vài trăm nghìn thôi. Đây là chỉ bán vàng thôi. Đấy. Như thành phẩm như này thì bán luôn như này các bác nhé. Để các bác là 3.800.000. Các bác quan tâm, các bác thích chiếc vòng đá này thì lên cho em mã số lên cho em mã số vòng đá nhá. 3.800.000 ạ. Một, em bao vàng cho các bác này. Đây có kiểm định đây rồi nhưng mà vẫn bao trách nhiệm cho các bác. Kiểm định đây rồi. Một chỉ thì không đến nhưng em loanh quanh tầm 9 phân vàng. 9327 cộng thêm 9327 đây là vàng 10 nhá, vàng 11 à vàng 12 này phải tính 3 triệu mấy một chỉ đấy ạ. Đây thành phẩm nó sẽ là như vậy nhá. Giao lưu của các chơi là 3.800.000. Đó, 3.800.000 lên cho em mã số vòng vòng đá ngọc. Vàng bạc châu báu đá quý. Vàng bạc đá quý này. Được chưa ạ? Lên cho em mã số vòng vòng đá 3.800.000 nha các bác nhá. 3.800. Đấy, rồi tiếp tục quay trở lại đồng hồ ngày hôm nay. Em nên tiếp tục các bác một mẫu đồng hồ mang thương hiệu Laco các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Laco đến từ Thụy Sĩ, vỏ bọc vàng còn đẹp căng. Đây để em mở máy các bác cùng xem. Ừ, máy đây các bác ơi, máy đẹp quá. Laco cóp tay Thụy Sĩ này. Máy còn đẹp. Đáy thép inox, vỏ còn bọc vàng còn đẹp căng. Đáy còn đẹp luôn các bác ạ, mới tinh. Size mặt đang là size 34. Ôi trời, 34 là size quá chuẩn đấy các bác ạ. Các bác nhìn này. Một sợi dây cũng tuyệt vời luôn các bác ạ. Em chả biết bằng da gì đâu nhưng mà họ uốn form cho các bác sẵn rồi. Họ uốn form sẵn cho các bác rồi, lên tay đẹp lắm. Dòng này lên tay cực đẹp luôn các bác. Đấy, sợi dây rất đẹp luôn. Mặt các bác này. Mặt chia cho các bác này, bốn phương tám hướng này. Bốn phương là trục tung hoành này. Đấy. Được chưa ạ? Bốn phương là trục tung hoành, tám hướng là các cái cọc số này. Đấy. 1 2 này. 3 4 này, 5 6 7 8 đấy. Bốn phương gọi là bốn phương tám hướng này. 2 4 6 8. Một chiếc đồng hồ Laco đến từ Thụy Sĩ chạy của máy cót tay. Size mặt đang là 34. Size 34, thân vỏ bọc vàng, còn đẹp căng, đẹp keng. Chưa mòn chưa bong chóc gì cả, đáy thép inox. Mặt đẹp chảy tia. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này lên cho em mã số 404. Giao lưu với các bác cùng chơi nhá. Bao nhiêu đây ạ? Để các bác giá chiếc này, giá là 2 triệu các bác nhá. 2 triệu lên cho em mã số 404. Đồng hồ Laco, cót tay Thụy Sĩ, 3 kim. Mặt chảy tia hiển thị 4 phương 8 hướng. Giao lưu với các bác cùng chơi giá chỉ có 2 triệu. Kết hợp cho các bác một bộ dây tuyệt vời, tuyệt đẹp luôn. Một bộ dây không biết là dây gì đâu nhưng mà da gì đâu nhưng mà nó là da xịn luôn các bác nhé. Da này da handmade, da thủ công làm đẹp quá các bác ạ. Không những hợp mà lại còn đẹp luôn. Giá chỉ có 2 triệu thôi. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ mã số 404 ngày hôm nay, một thương hiệu Laco, cót tay Thụy Sĩ. Quá đẹp luôn các bác ạ. Đẹp lắm, chiếc này thì đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp quá các bác. Bác nào thích những chiếc đồng hồ mỏng này, thích những chiếc đồng hồ có thiết kế kiểu ôm tay, thiết kế kiểu form tròn kinh điển này thì lên cho em mã số 404 nhé. Giao lưu với các bác giá chỉ có 2 triệu thôi ạ. Bọc vàng còn đẹp căng luôn. Chưa mòn chưa bong chóc, đáy cũng còn sáng choang luôn. Đấy, lên cho em mã số 404 nhé. Rồi, có ngay mã số 405 các bác ơi. 405 này, một chiếc đồng hồ cót tay các bác này. Một mẫu đồng hồ cót tay Thụy Sĩ các bác ạ. Một ô cửa lịch ngày các bác này, đét này. Vỏ mạ vàng. Size mặt đang là size 35. Chạy vào máy cót tay các bác nhé. Một chiếc đồng hồ có thiết kế độc, dị, lạ. Để các bác chiếc này là 1 triệu 5 nhé. 1 triệu 500 nghìn. 1 triệu 500 nghìn lên cho em mã số 405. Một chiếc đồng hồ thiết kế form độc dị lạ cũng như là cái mặt thiết kế quả điêu khắc rất là đẹp luôn ạ. Size mặt đang là size 35, được chưa ạ? Chưa tính núm này. Size cao là 40 cả càng đi, bởi vì dòng này dòng càng ẩn mà. Đây mặt chỉ bị xước nhẹ chút xíu đây nhá. Các bác nhìn này, đấy, họ phân chia kiểu mặt vuông rất là phê luôn. Và giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. 1 triệu 5 nên cho em mã số 405 các bác ơi. Đồng hồ Thụy Sĩ, thương hiệu này các bác này. 405 các bác nhá. 1 triệu 500 ngàn. Tiếp tục các bác ơi, 406 nhá, nên các bác mã số 406 này.
Lên các bác mã số 406 này, 406 một chiếc đồng hồ Longines các bác ạ. Một mẫu đồng hồ Longines mặt màu xanh. Chạy bộ máy cót tay các bác nhá, Longines Amido luôn đấy ạ. Cót tay kim rốn này, mặt màu xanh, form form độc dị lạ. Size mặt đang là size 36.5, 36 đi ạ. Size mặt đang là 36 nhá. Hàng cót tay để tiếp tục lúm zin các bác này. Mở máy các bác cùng xem này. Đồng hồ Longines này. Đấy. Trời đất ơi, một cỗ máy sáng choang mới tinh các bác ạ. Các bác nhìn cái máy phê chưa? Longines quá mới luôn, úi, chạy tít mù luôn, chạy khét lẹt luôn. Vỏ thép inox size 36. Đẹp quá các bác ạ, máy bao đẹp luôn cho các bác. Mặt màu xanh, xanh này gọi là xanh copan, xanh này xanh xanh dương đấy ạ. Xanh cửu long, xanh tím than. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này mã số 406 nhá, một chiếc đồng hồ Longines, thương hiệu rất là nổi tiếng, thương hiệu rất là mạnh tại thị trường Việt Nam mình. Việt Nam mình cứ Omega Longines là biết đến rất là nhiều rồi. Chiếc này để các bác là 2 triệu 5 nhá. 2 triệu 500 ngàn lên trên mã số 406 nhá. 2 triệu 5 mã số 406. Đồng hồ Longines đến từ Thụy Sĩ, thương hiệu Omega Longines, thương hiệu rất mạnh luôn. 2 triệu 500 ngàn nên cho mã số 406 ngày hôm nay. Quá đẹp luôn cho một chiếc đồng hồ. Tiếp tục em đến các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo, mã số 407 các bác nhé. 407 ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Orient, chạy bộ máy cơ auto, mặt trắng, cọc số đính đá, vỏ mạ vàng, 3 kim, 2 ô cửa lịch, size mặt 41, tính năng nghịch nhanh. Đó các bác này, nghịch bơm. Đồng hồ Orient mã số 407, mặt trắng, vỏ mạ vàng, size 41, cơ auto, zin cả dây cả khóa. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này mã số 407 để các bác giá chỉ có 1 triệu 500 ngàn thôi ạ. 1 triệu 500 ngàn tiếp theo lên cho em mã số 407 nha quý vị nhá. Quý vị đang quan tâm đến những chiếc đồng hồ đời mới, đang quan tâm đến những chiếc đồng hồ dây thép đến từ Nhật thì quý vị nhấc máy alo em cho em mã số 407 các bác ơi. Đấy, cọc số đính đá, mặt trắng tinh khôi, 3 kim 2 ô cửa lịch, thương hiệu Orient, được sử dụng những cái cỗ máy của đồng hồ SK xưa, cứ phải gọi là siêu bền bỉ luôn. 1 triệu 500 ngàn đồng lên cho em mã số 407 nhé các bác nhé. 407, 1 triệu 5. Đó, kết thúc phiên đồng hồ sẽ quay trở lại phiên kính ngày hôm nay. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc này 1 triệu 5 nhé. Rồi, quay trở lại những chiếc kính ngày hôm nay. Em giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính này nhé. Rồi, theo sự yêu cầu cũng như là theo nhu cầu của các bác gái và các chị đẹp, phiên trước em có lên 1-2 mẫu kính nữ thì được sự quan tâm của các bác gái, các chị đẹp rất nhiều. Hôm nay em lại lên giới thiệu đến các bác gái, các chị đẹp một chiếc kính của Minano, Lancetti các bác nhé. Một chiếc kính của Minano đấy ạ. Nhắc đến Minano là các bác thấy hàng hiệu rồi ạ, đúng không ạ? Cứ Minano là hàng hiệu rồi. Minano là Lusuzi này, là hàng hiệu hết. Rồi, một chiếc kính các bác ạ. Size 57, cầu kính đang là 14, chu kính là 132 nhé. Chất liệu là titanium, bên ngoài được mạ vàng, ba mớ đẹp cho các bác luôn. Lancetti là một thương hiệu của Pháp đấy các bác nhé. Dòng này dòng sản xuất của Nhật, dành cho thị trường bên Nhật. Dòng này dòng của Pháp đấy ạ. Và được bán tại Nhật đang với cái giá rất là cao luôn. Đấy, các bác nhìn này. Có thấy chưa? Giá tại Nhật đang là 37.400 yên. Em có tính nhân đôi lên là sẽ rơi khoảng tầm 7 triệu đấy ạ. Nhân đôi lên sẽ là tầm 7... À đâu? 37 nhân 2 là 7 triệu 4 rồi. Loanh quanh phải tầm 7 triệu đấy các bác nhé. Loanh quanh tầm 7 triệu đấy các bác ạ. Đẹp lắm các bác ạ. Đây. Đây các bác gái đâu, các bác gái chơi chiếc này cũng được. Nó quá là xinh, quá là đẹp, quá là sang trọng đấy ạ. Ở cái mắt này thì các bác gái có thể về
tẩy cái chữ ấy đi, các bác gái chắc chắn sẽ có acetone, các bác tẩy cái chữ ấy đi. Xong rồi các bác để đeo không độ này, hoặc các chị đẹp để đeo không độ, các bác gái để đeo cận viễn não thì các bác tự đi cắt nhá. Một chiếc kính dành cho các bác gái chị đẹp rất là tuyệt vời luôn này. Hàng hiệu nhá, 7 triệu. Đó, giá mới là 7 triệu, giá tại Nhật đang bán là 7 triệu, size ngang là 17 là 135 nhá. Đó, giá của em đang bán các bác cùng chơi này bằng 1/10 nhá. Để các bác gái 1/10 giá hãng nhá. Nhưng mà không, 1/10 vẫn đắt. Để các bác này, bao nhiêu đây ạ? 600 ngàn đồng. Tuyệt vời chứ các bác gái. Các bác gái cảm thấy ok cho một tràng pháo tay, cũng như cho một lời khen đấy ạ. Rồi, 600 ngàn thôi ạ. Lên cho em mã số 421 nhá. 600 ngàn, mã số 421 giúp em. Các bác gái không chơi chiếc này thì chơi chiếc nào đấy ạ? Một chiếc kính hàng hiệu của La City, đến từ Pháp các bác nhá. Các bác check hãng thoải mái, cũng như em bao cho các bác là kính Nhật xịn, sản xuất tại Nhật, nguyên tang, nguyên tem, nguyên mác này, mới tinh, chưa qua sử dụng đâu ạ. Các bác gái sẽ là người đầu tiên. Đây, 600 ngàn đồng thôi ạ. Lên cho em mã số 421 nhé. Tiếp tục này, tiếp tục lại chủ đề Chanel này. Một chiếc kính Chanel nhá. Phiên trước có lên các bác một chiếc kính Chanel rồi, cũng được rất là nhiều bác quan tâm. Này lên các bác chiếc kính Chanel nữa. Các bác ơi, mắt này thì các bác hiện tại đang là mắt không độ rồi. Hiện tại đang mắt không độ nhá, thì các bác gái về bỏ mắt này đi, ra tiệm cắt mắt khác giúp em. Cắt mắt cận này, cắt mắt viễn này, thậm chí cắt được cả mắt dâm luôn đấy ạ. Để các bác gái đeo hàng ngày, đeo đi check in, đeo đi chụp ảnh, chụp choẹt các kiểu này. Mắt zin nha các bác nhá. Mắt hiện tại nó đang bị đục rồi, lâu ngày nó bị ố rồi, thì các bác gái về cắt mắt khác được không ạ? Bản da rẻ cho các bác gái luôn. Đây, size kính là 54, cầu kính nhau là 16, chuôi kính nhau là 135 các bác nhé. Chiếc kính này em lại tiếp tục, em lại bao kính Nhật cho tất cả các bác gái luôn. Được chưa ạ? Chanel này, made in Italy này, có series sản xuất cho các bác nhé. Các bác thấy chưa? Em lại bao xịn cho các bác gái luôn. Tuyệt vời chưa ạ? Em lại bao xịn cho các bác gái luôn, một chiếc kính Chanel. Size ngang đang là 13, 135 đi, 134 nhé. Các bác thấy chưa? Quá là xịn sò luôn, hàng hiệu đấy ạ. Bao nhiêu đây ạ? À, các bác gái lại bắt đầu chuẩn bị nhấc máy alo em này. Bao nhiêu đây ạ? Để các bác cùng chơi này. Giá bao nhiêu cho em Duy này? Để các bác gái cùng chơi chiếc kính này nhá, một chiếc kính Chanel này, thương hiệu xịn sò này. Để các bác gái này, 800 ngàn đồng. Ok chưa các bác? Chỉ có 800 ngàn đồng thôi ạ. Các bác gái không chơi chiếc này thì không biết chơi chiếc nào được nữa đâu ạ. Về cắt mắt khác giúp em, cắt mắt cận cũng xinh mà cắt mắt viễn cũng đẹp, mà cắt mắt dâm thì lại là bao độc luôn cho các bác gái luôn. Lên cho em mã số kính này 408 nha các bác gái nhá, giá chỉ có 800 ngàn đồng thôi ạ. Nhấc máy alo cho em, 800 ngàn đồng. Rồi, chào tạm biệt các bác gái, điện đến các bác nam. Đấy, sợ em đây các bác nam một chiếc kính này, một chiếc kính mang thương hiệu Nino nhé. Một chiếc kính Nino của Pháp. Đây, triện cầu 17 này, triện vàng của hãng này, được chưa ạ? Nino, một mẫu kính đến từ Pháp nhé. Hai bên này không có triện đâu ạ, chỉ Nino triện dưới thôi. Đây, một chiếc kính Nino gọng tăm nha các bác nhé. Gọng tăm, đấy. Mắt treo, bọc vàng. Đẹp lắm các bác, chiếc kính này còn rất đẹp luôn. Size ngang đang là 137 nha các bác nhé, 138 này. Sang ngang 138, chưa đầy 140 đâu ạ. Một chiếc kính mắt treo, hàng của Pháp, kính cổ bọc vàng, được sản xuất những năm thập niên 1960. Đó, giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính này nhé. Một chiếc kính mắt treo tuyệt đẹp luôn. Kính cổ của Pháp, thuộc họ nhà Amor đấy ạ. Đang được giao bán, cũng như đang được bán giao cho các bác cùng chơi chiếc kính Amor, chiếc kính Nino này. Để các bác giá siêu yêu thương này. 2.500.000 đồng. 2.500.000 cho một chiếc kính Lino đến từ Pháp, thiết kế mắt treo. Các dòng mắt treo gọng tăm như này thì các bác đeo cả ngày nó không sao đâu ạ. Các bác đeo cả ngày sẽ không bị mỏi mắt nha các bác nhé. Bởi vì sao? Nó gọng tăm nó đã là quá nhẹ nhàng rồi. Nên cho em mã số 409 nhé. 2.500.000. Mắt này chỉ bị ấy thôi, sẽ lau đi là ok. Để các bác giá chỉ có 2.500.000 nhé. Một chiếc kính Lino Amor của Pháp, gọng kính cổ bọc vàng, còn rất là đẹp luôn, chưa mòn chưa bong tróc gì đâu ạ.
mã số 409 nhá. 2,5 triệu. Tiếp tục này, em đang có một chiếc kính chốt phiên này, chốt hạ này, bằng một chiếc kính đổi mồi các bác nhá. Chỗ này bị đen này, không phải bị chóc đâu các bác ạ. Đây các bác này, ký hiệu đổi mồi này. Một chiếc kính size 54. Cục. Một chiếc kính đổi mồi rất là đẹp luôn các bác ạ. Thì chiếc này em chưa đi cắt mắt đâu. Em chưa đi cắt mắt đâu các bác ạ. Đây các bác này, chui này, chui đổi mồi, em bao đổi mồi xịn cho các bác nhé. Bao đổi mồi nguyên nguyên zin nguyên bản cho các bác. Các bác biết đến rồi, những các cái dòng đổi mồi thì nó thuộc dòng quý hiếm rồi các bác ạ. Thuộc dòng rất là quý hiếm các bác nhé. Thậm chí còn là cấm săn bắt luôn đấy các bác ạ. Nhưng mà đây là chắc là lọt vào lưới của các ngư dân ngày xưa thì họ ấy thôi, họ họ lấy ra họ làm cái vật, các vật dụng thời trang, các vật dụng trưng bày đấy ạ. Một chiếc kính đổi mồi các bác nhé. Hiện tại đang là trang bị một cặp mắt này, là cặp mắt viễn có độ trong khoảng tầm 2 độ nhé các bác nhé. Mắt viễn đang trong khoảng tầm 2 độ. Thì các bác về cắt mắt khác nhé, bên em chỉ bán gọng thôi ạ. Size ngang đang là 137 các bác nhé. Một chiếc gọng kính đổi mồi bọc vàng, được chưa ạ? Bọc vàng còn rất là đẹp luôn các bác này, 1/10 nhé, 1/12, 12K GF là Gold Fill, là Gold Fill là bọc vàng đấy ạ. Một chiếc kính đổi mồi rất tuyệt vời luôn. Mí đổi mồi này, chui đổi mồi này, em bao đổi mồi cho các bác nhé. Thậm chí em lại còn bao đẹp cho các bác luôn đấy ạ. Thậm chí nhá, em lại còn bao rẻ cho các bác này, được chưa ạ? Giao lưu với các bác cùng chơi nhá, 1.500.000 bản 6 ly các bác này. Để em bao đổi mồi cho các bác này, bao giá thị trường cho các bác luôn, 1.500.000. Các bác đi hỏi những chiếc kính đổi mồi không hề rẻ chút nào nhá, nhưng mà phải đổi mồi xịn nha các bác nhá. Còn trên thị trường thì có các cái mẫu nhựa vân giống đổi mồi cũng rất nhiều, nhưng mà đây là đổi mồi xịn các bác này, phải càng xấu này. Đổi mồi nó có vân mà các bác, nó có vân, nó có vảy mà. Nó là cái mai của con vích, mai của con rùa biển ấy, thuộc họ nhà rùa biển ấy ạ. 1.500.000 lên cho mã số 77 các bác nhá. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính đổi mồi siêu siêu đẹp đẹp chất lượng như này. Size ngang 137 nhá. Rồi, xin phép xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Chúc tất cả các bác một buổi tối sáng nay bên em vui vẻ nhá. Các bác quan tâm đến chiếc kính đổi mồi siêu đẹp này thì lên cho em mã số 77. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. 1.500.000 đồng.